mọi người, hôm nay mình có một cái loại kem chống nắng rất là thú vị để review cho mọi người. Đó là cái kem chống nắng Elta MD UV Clear SPF 46. Đây là loại có màu. Và nếu bạn chưa biết mình là ai thì mình là Ngân. Mình có niềm đam mê rất lớn đối với kem chống nắng và chăm sóc da. Đừng quên đăng ký cho kênh channel của mình để có thể xem video của mình hàng tuần. Bạn còn có thể theo dõi TikTok của mình, nơi mà mình test kết cấu của rất là nhiều kem chống nắng để giúp bạn tìm ra kem chống nắng phù hợp với loại da của bạn. Mình còn có một cái shop nhỏ tên là AMC, và mình nhập khẩu những cái hãng của iUnique và Purito từ Hàn Quốc về. Nếu bạn hứng thú với những thương hiệu này thì bạn có thể ghé thăm shop AMC của mình qua amc.vn hoặc là shop AMC trên Shopee nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi bắt đầu video này, mình có một chú ý nhỏ nhỏ, đó là trước giờ thì mình hay quay video và nói bằng tiếng Anh, tại vì mình nghĩ là cái khả năng thể hiện ngôn từ của mình tiếng Anh nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn tập để nói tiếng Việt cho nó cho chảy, cho nên là nhiều khi mà có những cái từ mà mình suy nghĩ không có kịp bằng tiếng Việt, mình sẽ xin phép để điểm từ tiếng Anh vào. Nếu như cần thiết thì mình sẽ, khi mà edit, chỉnh sửa video, mình sẽ đưa cái từ tiếng Việt đó vào. Ok, bây giờ thì mình có thể bắt đầu review cái kem chống nắng. Elta MD là một cái thương hiệu dạng như là dược mỹ phẩm của Mỹ. Những cái dòng chống nắng của nó hầu hết là mình khá là tin tưởng. Nó cũng được kiểm nghiệm và phát triển bởi dermatologist, là những bác sĩ da liễu, cho cái dòng skincare chăm sóc da này. Trước đó mình có dùng một cái kem chống nắng Elta MD SPF 41, đó cũng là cái dòng tinted có màu luôn, và mình cũng rất là thích cái dòng kem chống nắng đó. Nếu như mà bạn muốn thì mình cũng sẽ review cho bạn cái kem chống nắng đó. Đây là cái loại kem chống nắng cũng có màu luôn. Nó tên đầy đủ của nó là Elta MD Skincare UV Clear Broad Spectrum SPF 46. Mình có một cái sự thích thú rất là lớn đối với những cái loại kem chống nắng có màu, là tại vì nếu như mà cái màng lọc của nó không có trong suốt mà cái màng lọc của nó lên trắng bệt á, thì những cái loại có màu này nó sẽ giúp cho cái màng kem chống nắng nó tiệp với cái màu da, với lại nó không có nhìn quá trắng. Nhiều khi là nó sẽ làm như một cái lớp dưỡng trang điểm luôn á. Nó cũng rất là đẹp và giống như là một mũi tên bắn hai con nhạn vậy á. Đây là cái kem chống nắng mà thuộc loại hữu cơ và vô cơ luôn. Nó sẽ thuộc loại dạng là light hybrid sunscreen. Nó sẽ có chứa màng chống nắng vô cơ và vừa có chứa màng chống nắng hữu cơ. Cái chai này á, là nó cái dạng nó phồng ra như thế này, bóp nó như thế này, và nó có cái thể tích là 48 gram. Cái màng lọc chống nắng của nó sẽ có hai cái màng lọc chống nắng, là zinc oxide chiếm 9% và octinoxate là chiếm 7.5%. Zinc oxide là màng lọc chống nắng vô cơ, và nó sẽ rất là an toàn và rất là lành tính. Nó cũng rất là ổn định ở dưới ánh nắng mặt trời luôn. Nó có thể chống được tia UVA và tia UVB rất tốt. Mình hay nói là ổn định dưới ánh nắng mặt trời thì nó có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái khả năng mà nó giảm hiệu lực để mà chống cái màng UV của nó đó, nó sẽ chậm hơn so với lại những cái tia mà nó không có ổn định dưới ánh nắng mặt trời. Octinoxate nó sẽ chống ở tia UVB và nó sẽ chiếm ở trong này là 7.5%. Nó có chỉ số chống nắng là 46, và cái chỉ số này cũng khá là lý tưởng để có thể là cho bạn một cái màng chống nắng khá là hoàn hảo. Nhưng mà với bất kỳ những cái chỉ số SPF nào hoặc là với bất kỳ những cái kem chống nắng nào thì mình vẫn khuyên là sau 2 giờ bạn vẫn nên thoa lại kem chống nắng nếu như mà bạn tiếp xúc trực tiếp hoặc là ở nơi mà có ánh sáng mặt trời trực tiếp. Ví dụ như là mình ngồi cả ngày ở gần cái cửa sổ này nè, thì mình còn phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ để có thể là đảm bảo được là cái màng chống nắng của mình chống nắng tối ưu và hiệu quả nhất. Cái dòng kem chống nắng này nó sẽ thiết kế để cho những cái làn da hay dễ bị kích ứng nè, làn da nhạy cảm nè, những da có mụn nè, rồi da mà sau khi điều trị là bạn sẽ yên tâm để mà chọn những cái dòng của cái kem chống nắng này, tại vì cái khả năng kích ứng của nó sẽ rất là giảm thiểu. Nó không có cồn, nó cũng không có hương liệu, nó cũng không có cái tinh dầu hoặc là những cái gọi là cái màng lọc chống nắng mà nó có cái khả năng kích ứng cao nữa, cho nên là nó sẽ rất là lành tính. Và hầu như thì mình dùng những cái kem chống nắng của Elta MD thì không có cái kem chống nắng nào mà mình bị kích ứng hoặc là bị rát hoặc là bị đỏ cả. Về những cái thành phần khác của thằng này thì mình rất là ấn tượng khi mà nó có đến 5% niacinamide lận. Niacinamide hay còn gọi là vitamin B3, nó có rất là nhiều benefits, rất là nhiều lợi ích ở trên da, và mình làn da của mình cực kỳ yêu thích niacinamide. Ngoài cái việc mà nó làm cho sáng da ra, nó còn làm cho da đỡ
cái khả năng đổ dầu hơn, là nó còn giúp cải thiện độ trong lông. Khi mà nó để vào kem chống nắng á, thì nó sẽ giúp để mà hạn chế cái khả năng mà tia tử ngoại làm tổn hại đến làn da nữa. Cho nên là nó có cái tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ làn da rất là tốt. Đây, cái nồng độ của nó lên đến 5% lận. Cho nên là đối với các bạn nào mà vẫn có những làn da mà sẽ có cái khả năng gọi là kích ứng, không phải kích ứng giống như là hơi rát rát, hơi châm chích một tí xíu đối với niacinamide, thì bạn cần phải lưu ý ha. Ngoài ra thì nó còn có lactic acid nữa. Acid lactic là một trong những AHA là alpha hydroxylic acid. Nó là một dạng tẩy tế bào chết hóa học. Mình nghĩ là cái mục đích đó của nhà sản xuất để lactic acid vào là để có thể là giảm cái sự bít tắc lỗ chân lông khi mà mình dùng kem chống nắng. Tại vì nhiều khi là những kem chống nắng á, cái màng của nó hơn có thể là dày, chẳng hạn dày trên da, hoặc là có những cái màng lọc, hoặc là có những cái thành phần mà nó sẽ có tiềm năng để mà làm bít tắc lỗ chân lông, thì cái thằng acid lactic này á, nó vào nó sẽ là tẩy da chết ở trên bề mặt và nó sẽ giảm thiểu cái khả năng mà bị bít tắc lỗ chân lông. Nên sẽ là một cái thành phần rất tốt để trong kem chống nắng. Ngoài ra thì nó còn có HA là sodium hyaluronate, là một cái chất hút ẩm để giữ độ ẩm cho da. Còn có vitamin E và còn có một cái thành phần rất là thú vị, đó là iron oxide. Iron oxide là một cái colorant, là một cái chất tạo màu ở trên ở trong cái tinted sunscreen để cho nó hiệu chỉnh cái màu sắc của nó đó. Lợi ích của nó không chỉ dừng lại ở đó thôi, mà iron oxide theo cái nghiên cứu và những cái bài viết về nó thì nó có thể là ngăn chặn được hoặc là làm giảm thiểu những cái damage và những cái tổn thương của tia blue light, là tia chống tia màu xanh, ánh sáng xanh. Ok, ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh hay còn gọi là HEV. HEV đó là high energy visible light, thì đọc tiếng Việt nó sẽ là cái dạng mà ánh sáng hữu hình, có cái nguồn năng lượng lớn á, đó là cái dạng ánh sáng xanh. Như mình biết là những cái ánh sáng xanh nó thường hay phát ra ở những cái nơi như là laptop nè, điện thoại nè, hay là khi mà bạn chụp hình selfie á, thì những cái ánh sáng xanh đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái làn da của mình. Thật ra thì những cái ánh sáng xanh đó nó vẫn có khả năng để mà nó thải ra những cái gốc tự do, thì những cái gốc tự do đó là những cái thằng mà nó có khả năng là làm lão hóa da. Cái sản phẩm nó có iron oxide thì nó sẽ có cái khả năng là làm giảm đi những cái giảm thiểu của damage đó, là những cái tổn thương đó, và nó cũng nhằm ngăn chặn sự tác động của tia blue light, là tia ánh sáng xanh lên làn da của chúng ta. Ngoài cái việc mà mình bảo vệ làn da chống tia UVA hoặc UVB thôi, thì sáng xanh đó nó vẫn là một cái tia mà tiềm năng gây hại da, mà mình cần phải là chú ý để mà mình bảo vệ cho làn da. Kết cấu của nó rất là mịn, nó rất là dễ tán, nó rất là nhẹ, gọi là mỏng nhẹ thì không có phải nha, tại vì nó có cái dạng như là lớp lót để mà trang điểm vẽ, cho nên nó không có phải là quá mỏng nhẹ giống như là nó không có gì ở trên da đâu. Nó sẽ có một cái màng hơi bóng khi mà bạn thoa lên. Đây là cái kết cấu của nó khi ra tay của mình. Bạn có thể thấy là nó không có phải là quá mỏng nhẹ, nó cũng sẽ có một cái lớp, nhưng mà cái việc mà nó làm mình bất ngờ đó là cái khả năng thấm của nó ở trên da rất là tốt. Và sau khi thấm đó thì bạn có thể thấy liền một cái màng bóng sau ở trên da như vậy. Nếu như mà bạn có da khô hoặc là da hỗn hợp thiên khô thì bạn sẽ cực kỳ thích cái màng lọc chống nắng này, hoặc là với lại cái kết cấu của cái kem chống nắng này luôn á. Đây, nó rất là dịu nhẹ trên da, nó không có gây da bí bách, hoặc là không có làm nổi mụn hoặc là đỏ rát gì chân sau khi mà một thời gian mà mình dùng cái kem chống nắng này. Và nó cũng thoa lại rất là dễ dàng, nó cũng không có bị bong chóc gì hết trơn á. Nói chung là cái kem chống nắng này rất là hoàn hảo so với cái kem chống nắng mà vật lý mà SPF 41 á. Cái này nè, mình thấy là nó lên nó đẹp, nó rất là đẹp. Và mỏng nhẹ hơn là cái kem chống nắng SPF 41 đó nữa. Cái nhược điểm của nó là nó không có khả năng kiềm dầu tốt đâu.
Khi mà bạn thoa nó lên rồi là nó sẽ có cái màng bóng như thế này nè. Cho nên là đối với các bạn mà có da dầu và da hay thường đổ dầu nhiều thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ cần phải có một cái sản phẩm nào khác đó để mà mình có thể là kìm cái độ bóng đó trên da của mình. Mình có thể sẽ đưa nó lên da một chút để bạn có thể thấy là cái kết cấu kem chống nắng của nó sẽ có cái màu gọi là be chung á, nó không có ánh hồng gì cả, là nó khá là tiệp vô cái da của mình như thế này nè mọi người, và nó biến mất hoàn toàn ở trên da luôn. Tại vì da của mình cái tông nó hợp cái màu á, nó giống như là một cái foundation luôn vậy á mọi người. Nhưng mà cái foundation, cái dạng của nó là nó sẽ mỏng nhẹ hơn rất là nhiều, chứ không có phải là cái dạng mà foundation để mà che khuyết điểm gì cả. Kết cấu của nó không có dày lắm, cho nên là cái khả năng mà che khuyết điểm của nó cũng không có dữ. Nhưng mà để là một cái kem chống nắng tốt, để mà một cái lớp lót tốt để mà trang điểm, thì mình sẽ rất là highly recommend, là rất là giới thiệu cái kem chống nắng này. So với cái kem chống nắng mà SPF 41 trước đó mà mình dùng ha, thì nó vẫn có cái khả năng vón nha, hơi một tí xíu. Còn cái kem chống nắng này thì mình không có tìm thấy được là nó vón ở chỗ nào luôn. Mình apply những cái lớp khác lên cái kem chống nắng này, ví dụ như mình apply thêm một cái kem chống nắng khác nữa để xem coi là cái kết cấu như thế nào, thì nó vẫn lên rất là đẹp luôn, nó vẫn lên rất là mượt, nó không có đấu đá lẫn nhau, trừ khi là bạn bị dị ứng hoặc là bạn bị đỏ rát khi mà dùng Octinose thôi. Còn nếu như mà không thì gì cả thì rất là đáng để mà thử cái kem chống nắng này. Chỉ có điều là cái giá của nó thì nó hơi đắt một tí xíu à. Mình đã mua cái giá giảm rồi mà nó vẫn còn tầm 600 mấy mọi người cho 48 gram. Nếu như mà bạn có tiền, có điều kiện, có tài chính và muốn một cái lớp màng đẹp á thì đây, cái khả năng chống nước của nó cũng không có nhiều nữa nha mọi người. Mình thấy là khi mà mình đổ nước lên á thì nó không có bong chóc lắm nha, nó cái màng của nó vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà chỉ cần mình lấy tay mình quẹt đi thôi, lau đi thôi, thì nó sẽ cái lớp của nó sẽ trôi ra cũng khá khá. Nếu như mà không bôi, không quẹt, không gì cả, để nó tự khô á, thì cái màng của nó sẽ bắt đầu thấm lại trên da, nó sẽ không có bong lên, nó sẽ không có làm lợn cợn trên da. Cái kem chống nắng này thì nó có phù hợp cho mẹ bầu hay không? Octinose nó cũng không có gọi là cái bài viết để mà nói về cái việc mà nó thấm vào máu hay cái gì cả, nhưng mà vẫn chưa có những cái thí nghiệm gọi là thực tiễn ở trên con người để mà chứng minh là nó nguy hiểm trên con người chẳng hạn, hoặc là nó làm thay đổi hormone chẳng hạn, cho nên là mình vẫn nghĩ là nó vẫn an toàn thôi. Nên là bạn, nếu mà bạn mang thai, bạn vẫn muốn một cái kết cấu đẹp, có tài chính, thì vẫn có thể là dùng cái kem chống nắng này, hoặc là cho con bú chẳng hạn thì vẫn có thể dùng cái kem chống nắng này được. Đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ về cái kem chống nắng Elta MD Tinted SPF 46. Bạn có những cái thắc mắc nào về cái kem chống nắng này không? Bạn có thích kem chống nắng này không? Và đã xài chưa? Hãy cho mình biết dưới cái bình luận bên dưới nha. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình, vì khi bạn subscribe, YouTube sẽ biết là bạn thích những cái video như thế này và sẽ giới thiệu bạn những cái video tương tự. Mình gặp bạn trong video sắp tới và chúc bạn có làn da khỏe đẹp. Bye.